Đề Dinh, con tới rồi hả? Ừ. Chờ, sức khỏe của cha đã không có tốt. Chỗ này lại tối quá, cha còn lo viết sách y. Không những là bị hư mất, giờ còn hao thần lắm. Nhân lúc cha còn phải đem tất cả những y thuật mà cha biết được trong đời để lưu truyền cho hậu thế. Tiếc là cha không còn dư thời giờ nữa. Nếu như bị thất truyền thì cha sẽ là tội nhân thiên cổ. Cha đừng có tự trách quá. Con bắt được tin mừng, hoàng hậu đã sanh thái tử, hoàng thượng quyết định đặc xá thiên hạ. Một chút cũng đã có nói cho cha biết, nhưng mà chỉ đặc xá cho các tội khác thôi. Còn cha bị phán tội chết mà lại đứng đầu trong ngũ hình, theo lệ là dời lại 7 ngày sau mới hành hình. 7 ngày, cái mùi vị chờ chết thì là còn khổ hơn là đi chết. Cha không có chết đâu, con nhất định là nghĩ cách cứu cha. Bỏ đi. Tống Ngọc đã vì cha mà hy sinh một cánh tay và còn bị nhốt ở thiên lao. Cha không muốn cho hai con phải chịu thêm khổ đau gì nữa. Chỉ cần là cứu được cha, hy sinh gì con cũng không có sợ. Chỉ tiếc là chuyến đi này của sư huynh lại uổng công phí sức. Cha có gặp sư huynh hay không? Có, nhưng mà lại bị Tề Dương bắt đi hỏi tội rồi. Dần không nên đấu với hoàng, cứ đấu như vậy chỉ hại cho hai con và cha cũng không có được yên lòng. Cha, cha sao rồi? Con đã hầm canh tuyết giáp cho cha bổ ích đó. Con lấy cho cha uống. Thôi đi, cha không uống đâu. Cha uống không vô đâu. Cho dù có lành lại rồi làm sao chứ, 7 ngày nữa thì cũng bị hành hình rồi. Trời tuyết, cha, là trời tuyết đó cha. Thoại tuyết phong niên là một điềm tốt lành. Thưa cha, lần này nhất định là cha được cứu. Con không cần phải dỗ ngọt cha nữa. Cha biết con và Tống Ốc đều hiếu thảo với cha. Cha có chết đi, cha cũng không có tiếc đâu. Cha đừng có nói như vậy mà. Con không có để cho cha bị chết đâu. Chuyện đời khó mà dự liệu, đâu có ai biết trước được. Thật không ngờ cha lại có thể nhìn thấy trời tuyết một lần nữa. Cha nhớ, lần trước trời tuyết là 1 năm về trước. Chính vì con quá nhiều chuyện cho nên con đã báo hại tới cha bị lâm ngục tù. Con còn nhớ ngày đó ở Hậu Sơn rơi nhiều tuyết, con đi bắt con ít băng tuyết chuẩn bị nấu canh để mà trị bệnh cho cha. Lúc đó cũng vì cha bực bội
cho nên cha trách móc con. Cha, cha sao rồi? Sức khỏe cha không tốt, cha đừng có suy nghĩ thêm nữa, nghỉ chút đi. Thùng Nhi, đi theo ta. Thùng Nhi, người nghe đây. Từ lúc thái tử chào đời tới giờ vẫn không có khóc lóc nửa lời. Trẫm rất là lo âu. Thái y ở trong cung cũng đành bó tay. Trẫm biết là ngươi phạm tội chết, nhưng ngươi lại được thiên hạ kêu là đệ nhất danh y, cho nên trẫm đã đặt chuẩn cho ngươi lấy công chuộc tội, chữa bệnh cho thái tử. Thảo dân tuân lệnh. Có thời gian gì vậy? Viết cái gì vậy? Qua coi coi. Giảm thuế gì đó. Ủa, triều đình hạ chỉ giảm thuế má năm nay đó. Ồ, thì ra thái tử mắc bệnh lạ, thánh thượng đã hạ chỉ giảm bớt tiền tô và thông lệnh cho bá tánh toàn quốc tối nay thắp đèn trường minh cầu phước cho thái tử đó. Hèn chi mấy hôm nay mây đen đầy trời có nhiều việc lạ. Tối hôm qua lại có tuyết rồi, bây giờ thái tử lại bị chứng lạ. Chắc là mình đã phạm sát rồi. Không phải đâu, hoàng thượng nhân từ phước trạch, mình cũng đâu có muốn thái tử mắc bệnh lạ chứ. Hay là sớm về thắp đèn trường minh cho thái tử đi nha. Phải đó, về thắp đèn đi, về đi. Hoàng thượng, tiểu nhân kém tài, không biết chữa trị cho thái tử. Thì là tức quá đi. Nếu không biết y học, sao sư phụ của người lại giới thiệu ngươi? Sư phụ. Hoàng thượng, Thuần Như Ý thì là ăn nói bừa bãi, vốn không biết cách chữa trị cho thái tử, cho nên làm bộ ngất xỉu thôi. Bây giờ đệ tử của hắn nói là không biết chữa trị bệnh, đủ chứng tỏ người này chỉ lừa gạt bịp bợm, chỉ là cái thứ dân có hư danh mà thôi. Nếu mà hai người họ chỉ có hư danh thì ba người cần đăng đụng kém tài. Uổng cho các ngươi là thái gì mà không phân ngư cho đẫm được gì. Người đâu? Dạ. Giải hở vào Thiên Lao. Thánh thượng khoan hồng. Tổng ập. Sư phụ, con hãy mạnh dạn chữa bệnh đi. Sư phụ biểu con thuộc lòng mấy cái quyển sách y đó, con còn nhớ không hả? Sư phụ, đệ tử thuộc lòng rồi, chỉ vì không biết vận dụng phương pháp thôi. Phương pháp này á là vận dụng ở nơi mắt, thấy tai, tới tâm vô tạp niệm thì con sẽ mọi sự như ý. Tánh yêu chuộng, họ biết được thái tử bị bệnh, cho nên mỗi hộ nhà đều đốt đèn trường minh để cầu phúc cho thái tử. Hoàng thượng, dặn chúng một lòng, đèn trường minh đốt tới canh ba, nhất định có thể thấu tới thiên đình, phù hộ an khang cho thái tử. Chỉ mong được như vậy. Chẳng phải bảo vệ đàn trường minh đốt tới canh ba. Tại sao lại như vậy? Không lẽ là điềm xấu trời bắt hoàng nhi? Hoàng thượng, ngài hãy coi có một ngọn đèn chưa tắt kìa. Lạ thiệt, mưa gió lớn như vậy lại có ngọn đèn trường minh chưa bị tắt. Cô đó như là đại dinh đó. Phải hả? Gió mưa lớn như vậy còn ngồi hộ đèn hả? Chắc là cổ đốt đèn cho người cha đó. Hay là mình đi chăm dầu cho cổ đi nha. Được. Ông trời, xin hãy bảo vệ cho cây đèn trường minh đừng có tắt. Thầy chỉ cầu mong cho cha của ta được qua tai kiếp này, sống lâu trăm tuổi, phước thọ khang ninh. Cảm ơn các vị.
Đừng nói thêm nữa đi Danh à, mau châm dầu đi. Châm dầu mau lên đi, nếu không cái đèn bị tắt đó. Đệ Vinh, mau xuống đi. Phải xuống mau đi, xuống mau đi. Hoàng thượng Gia Lâm. Hàng gì mà đang trùng mình không tất? Thì ra là như vậy. Hoàng thượng, cô gái này là con gái của Thuần Nhĩ tên là Đề Vinh. Đề Vinh, hoàng thượng đã Gia Lâm, còn không xuống tham kiến đi. Ta không thể xuống đâu, ta phải bảo hộ cho cây đèn Trường Minh, một cây của cha ta và một cây của thái tử, cả hai cũng không có bị tắt đâu. Ta không thể xuống được. Có chuyện à! Ủa, ủa, Đề Vinh à? Đề Vinh không hả? Có sao không? Đề Vinh à? Có sao không hả? Sao không hả? Trận mưa này thì tới đột ngột, tạnh cũng mau nữa. Chúc mừng hòa thượng, canh ba đã qua rồi, đèn Trường Minh vẫn không có tắt, chứng tỏ là dặn chúng một lòng thấu đạt thiên định. Hoàng thái tử nhất định sẽ được bình an vô sự. Lần này toàn là nhờ Đề Vinh có công hộ đèn. Đề Vinh, cô có quan tình gì hãy tâu rõ với hoàng thượng đi. Hoàng thượng khoan hồng, dân nữ khẩn xin hoàng thượng xá tội chết cho cha của ta. Bẩm hoàng thượng, Thuần Như Ý đã định tội, quốc cô quốc pháp đâu có thể xá miễn bừa bãi như vậy. Huống chi đứa con gái này làm bộ làm tịch, e chỉ là lương gạt hoàng thượng thôi. Dương gia, Đề Vinh xá chết hộ đèn đủ thấy là có lòng thành, sao lại có lòng lương gạt hoàng thượng chứ? Hoàng thượng, nếu muốn biết đứa con gái này có lòng thành hay là không, có thể chiếu theo cổ pháp để cho cổ qua ba thử thách, coi cổ có phải là có quyết tâm hay là không. Ừ, hoàng thúc nói như vậy cũng có lý lẽ. Đề Vinh, trẫm hỏi người, người có quyết tâm tiếp nhận thử thách hay không? Chỉ cần là có thể cứu được cha, nhân nữ chết cũng không chối từ. Tốt, hoàng thúc, chuyện này giao cho người xử lý đi. Tuân chỉ. Bẩm hoàng thượng, chuyện không may rồi, thái tử đột nhiên sắc mặt trở tái, toàn thân co rút. Hoàng hậu mời hoàng thượng về cung ngay. Bãi giá về cô. Hoàng thượng, hoàng thượng. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng, vừa rồi tôi gấp hại cho một lần cho Hoàng Nhi, Hoàng Nhi đã bị như vậy, cho nên thiếp đã ngăn cản ngay. Hoàng thượng à, xin hãy nghĩ cách cứu Hoàng Nhi đi. Xin hoàng thượng yên lòng, sau khi thi châm là có hiện tượng này, để tiền nhân hạ thêm 100, thái tử thôi ra mớ là sẽ khỏi ngay. Thánh thượng, thánh thượng quyết không thể được. Bẩm hoàng thượng, Tống Bách chỉ là thứ dân kém tài, chỉ có hư danh mà thôi. Xin hoàng thượng bỏ mặc lời nói bừa bãi khoáng đi. Không phải đâu, nếu còn nhầm trễ, thái tử không thổi ra mẫu ước là sẽ bị nguy hiểm đó. Hoàng thượng, để ta chuyển trị cho. Hoàng thượng, còn nói bừa hả? Người đâu, giãn ra ngoài. Dạ, thánh thượng à. Khoan. Được, trẫm sẽ tin người thêm một lần nữa. Thả hắn ra đi. Hoàng thượng, trẫm nhìn thần sắc của hắn không như là bị chuyện. Sẵn Hoàng Nhi đã lúc nguy ngập rồi, chỉ đành mạo hiểm liền một phen thôi. Thì là hùng vĩ quá, quả như là hoàng nhi tốt của trẫm. Tông Áp, lần này ngươi đã lập công lớn, trẫm xá tội phạm cho ngươi và tặng cho ngươi 1000 lượng vàng. Tạ chủ long mừng, chỉ là tiểu nhân không dám kể công, y thuộc của tiểu nhân toàn nhờ sư phụ Tuân Như Ý dạy cho, nếu sẽ công lao phải thuộc về sư phụ của ta. Xin thánh thượng rộng lượng khoan hồng, xá tội chết cho sư phụ của ta. Bẩm hoàng thượng, chuyện này quyết không thể được, tại vì kẻ chữ lành lại cho thái tử là Tống Ấp, không phải là Thuần Nhĩ. Chuyện này không thể nhập chung mà nói đâu. Như vậy tiểu nhân tha không lấy vàng bạc, tiểu nhân gánh tội với sư phụ. Tầm bấy, quốc của quốc pháp
đâu có thể gánh tội che chở cho nhau. Tống Ấp, ngươi làm như vậy có phải là hoàng thượng bị bá tánh chê cười hay không hả? Xin hoàng thượng xét lại. Hoàng thúc nói như vậy cũng có lý. Tống Ấp, chuyện của sư phụ ngươi trẫm sẽ biết xử lý. Còn về sư muội của ngươi, Đệ Vinh sắp sửa tiếp nhận 3 thử thách, chỉ cần thông qua được thử thách này thì khi đó trẫm sẽ danh chánh ngôn thuận xá tội chết cho sư phụ của ngươi. Ngươi có ý kiến gì hay không? Dạ thánh thượng. Thưa mẹ, mẹ phải phù hộ cho con. Ngày mai được suôn sẻ qua 3 thử thách, để cho cha của con được bình an vô sự qua kiếp này. Sư huynh, sắc mặt của anh tái lắm. Anh bị thương chưa có được lành lại hả? Anh chỉ bị thương ngoài da, không sao đâu. Anh chỉ lo ngày mai em làm sao qua thử thách thôi. Nghe tướng gia nói là 3 thử thách này là đạp thăng hồng, lăn giường đình, uống rượu độc, đúng là rủi nhiều mãi ít đó. Đệ Vinh à, hay là em đừng đi nha. Sư huynh, mình vì cha đã chịu bao nhiêu khổ đau rồi, không lẽ tới bây giờ mà còn bỏ cuộc hay sao? Người ta nói chỉ cần có lòng thành thì mọi việc sẽ xong, huống chi chúng ta có mẹ phù hộ mà. Em tin là lần này nhất định sẽ được thành công. Anh cũng mong em được thành công. À, anh nhớ sách y có nói là dùng cỏ tử mẫu trộn với điện thức để ngâm lòng bàn chân sẽ không sợ thăng hồng. Hãy thử nha. Còn nữa, cái miếng ngọc bội này do quỷ nương tặng cho anh, nên là có thể bảo bình an. Ngày mai phải đem theo bên cạnh. Đệ Vinh à, em phải hứa với anh, nhất định phải bình an vô sự. Nếu mà không, anh quyết không sống sót đâu. Sư huynh, em biết, em hiểu được ý của anh mà. Anh hãy yên lòng đi, em nhất định là sẽ không sao. Vì anh, vì cha, anh đừng có lo. Đệ Vinh, Đệ Vinh, con nghe lời cha, đừng có đi nha. Con ngoan, nghe lời cha, đừng có đi nha. Đệ Vinh, đừng đi, đừng đi. Theo cổ lệ, bình dân muốn tấn kiến thái tử phải qua nhiều thử thách để mà tỏ lòng thành với hoàng thượng. Bây giờ ải thứ nhất là chân không đi qua thang hồng. Đệ Vinh, nếu như người hối hận, bây giờ vẫn còn kịp. Đệ Vinh, đừng nha, đừng. Đệ Vinh, Đệ Vinh, Đệ Vinh, con nghe lời cha, đừng đi nha, đừng có đi. Đừng đi. Đệ Vinh, Đệ Vinh. Đệ Vinh, Đệ Vinh,
Em đã qua được rồi. Rốt cuộc em đã qua được rồi. Đệ Vinh, cha đã hại tới con. Đệ Vinh nhất định tới qua nạn khỏi mà. Nhất định là qua được ai thứ hai. Ai thứ hai là lăn mình qua giường địch. Bắt đầu. Một lần. Hoàng thượng, Đề Vinh theo lệ lăn qua giường đinh một lần, đâu có thể bắt lăn qua lần thứ hai chứ. Tập 7, cổ có miếng vải hộ mình, vốn không thể thử thách được cổ. Dương gia muốn thử thách quyết tâm của Đề Vinh, cổ đã làm được rồi, vậy nghĩa là thử thách thành công. Dương gia, cổ bộ là Dương gia quá khắt khe đó. Ê, hai vị khanh gia khỏi cần phải tranh cãi nữa, trẫm sẽ có quyết định. Hoàng thúc, ý trời đã như vậy rồi, người cũng không có nên câu nệ nữa. Trẫm đã quyết định cho cổ qua ải thứ ba. Chỗ này có 3 ly rượu, trong đó có 1 ly là hạ độc, nhưng mà cô phải uống liên tục 2 ly. Nếu cô may mắn không uống trúng ly rượu có độc thì có thể xá tội chết cho cha cô. Đệ Vinh, cô thiệt là không may đó. Ly rượu trong tay của cô là rượu độc. Cô không uống đi. Không khí trời, bắt hai cha con của người thì bị chết. Đệ Vinh, Thánh Thượng, chân nữ đã chở trốn ly rượu độc này cũng không có gì để nói. Nhưng mà Thánh Thượng, ta xin Thánh Thượng nghĩ lòng hiếu thảo của dân nữ mà xá tội chết cho cha già của dân nữ. Đệ Vinh cho dù chết cũng được cam lòng. Người không cần phải nói thêm, uống mau đi. Đừng, Đệ Vinh. Thánh Thượng, tiểu nhân chuyện thấy Đệ Vinh uống rượu độc, xin Thánh Thượng giải tội. Sư huynh. Đệ Vinh, ở trong đại điện không có được hỗn láo đâu. Người đâu, giải đi. Dạ. Thánh Thượng, xin khoan hậu. Đệ Vinh, đừng có uống. Đệ Vinh, đi, đi. Lần nhân lại nhảy, cô uống không? Đệ
gì là bất hiếu. Tôi xin cho, từ nay hãy bảo trọng. Đại Vinh, Đại Vinh, Đại Vinh, Đại Vinh à, em sao rồi hả Đại Vinh? Đại Vinh à, em sao rồi hả? Đại Vinh, em không sao, em không sao. Tốt, hiếu nữ Đại Vinh, quả như là hiếu nghĩa. Cô đừng lo, ba ly đều không phải là rượu độc đâu. Trẫm chỉ muốn thử quyết tâm và sự can đảm của cô thôi. Hoàng thượng, Đề Dinh đã qua được ba thử thách, nên xá tội chết cho cha cổ. Dĩ nhiên là trẫm sẽ giữ lời. Huống gì người không phải là cây cỏ sao lại vô tình. Nhìn thấy Đề Dinh hiếu nghĩa như vậy, trẫm đâu có thể không cảm động được. Hoàng thúc, người có ý kiến gì không? Hoàng thượng anh minh nhân hậu, nhưng mà hình lực của quốc gia là để cho bá tánh noi theo. Năm xưa khi mà cao tổ hoàng đế nhập hoàng, vì có hiệp ước ba chương với bá tánh cho nên mới được thiên hạ. Nếu như hôm nay vì cái chuyện của Thuần Như Ý mà không theo dương pháp, không theo dương lệ, như vậy ta e rằng sẽ khiến cho thiên hạ bá tánh gây nên bất mãn. Bây giờ Đề Dinh hiếu thảo động trời, hoàng thượng có thể xá tội chết cho Thuần Như Ý, nhưng mà nên đổi xử tội chặt chừng. Như vậy để cho bá tánh thiên hạ được thuần phục và quốc gia sẽ được phú cường. Xin hoàng thượng xét lại. Hoàng thúc nói rất là có lý, trẫm sẽ phê chuẩn đề nghị của người. Hoàng thượng anh minh. Thuần Như Ý, trẫm xá tội chết cho người, đổi hình bị xử mất hai chân để người làm lại cuộc đời. Thánh thượng khoan hồng, thảo dân cảm kích vô cùng. Cha, cha đã mệt lắm rồi, cha hãy nghỉ chút đi. Cũng tại Tây Dương thôi, đã là thanh thường đã xá tội chết cho sư phụ, hắn phải bắt sư phụ chịu hình mới cam lòng mà. Hắn tưởng là em đã hại chết con của hắn, cho nên không cam lòng để cho cha được bình an trở ra. Thôi bỏ đi, lụm lại tánh mạng thì đã mãn nguyện rồi, chỉ mong là được mãn tù thì sẽ bình an vô sự. Thưa cha, nếu như cha bị mất đôi chân thì có khác gì với một người phế thải. Con không thể để uống cần phí sức, bất cứ giá nào con cũng phải khiến cho cha được bình an trở ra. Thánh thượng đã mở miệng rộng thì đâu có thể sửa đổi được chứ. Thành sự tại người thôi, chỉ cần là con gặp được thánh thượng, con nhất định có thể xin thánh thượng mà. Nhưng mà hoàng cung canh gác chặt chẽ, đâu có cách nào vào hoàng cung gặp thánh thượng được. Em đi kiếm tướng quốc đại nhân, hắn nhất định là có cách giúp em. Qua hả? Trần công công, sao có con cọp lớn vậy? Qua lễ do Trần tướng quốc tặng, để chúc mừng thái tử đầy tháng đó. Vậy thì được, ta có thể làm một món đại hội lòng hổ phụng. Được rồi, ngươi cứ để chỗ này một lát, ta sẽ cho người đem vô. Được, làm phiền ngươi nhiều hả? Thưa mẹ, thái tử đã bình an vô sự và còn trắng trẻo mập mạp, hoạt bát dễ thương. Nếu mẹ nhìn thấy, nhất định sẽ được an ủi lắm. Cô Lai, tới đây làm gì? Chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, cung nữ này lén lút lấp ló ở bên ngoài, bị tiểu nhân bắt được, xin hoàng thượng định đoạt. Đệ Dinh, người lén vào trong cung là vì chuyện gì? Hoàng thượng khoan hồng, nhân nữ chỉ là muốn gặp mặt hoàng thượng, xin thánh thượng xá miễn hình phạt chặt chân cho cha của ta. Đệ Dinh, trẫm đã rộng lượng khoan hồng xá tội chết cho cha của ngươi rồi, ngươi còn không mãn nguyện, bây giờ còn đi vào trong cung, có biết tội chết hay không? Hoàng thượng, lâu nay cha của ta mang bệnh nặng ở trong mình, nếu còn chịu hình phạt chặt chân, ta e là sẽ khó giữ được tính mạng. Hoàng thượng, xin ngài rộng lượng khoan hồng, tha cho cha của ta đi. Hoàng thượng, ta xin ngài mà. Hoàng thượng à, ta xin ngài tha cho cha của ta đi. Hoàng thượng, hoàng thượng. Trẫm hỏi người, miếng ngọc bối này có phải của người không? Từ đâu mà có vậy? Ai cho? Nói đi.
Bẩm hoàng thượng, miếng ngọc bối này là do một người đàn bà tên là Huệ Nương tặng cho sư huynh của ta. Nhắc tới bà thì là tội nghiệp lắm. Vì thất lạc người con, bà đã bị dở khùng dở điên. Rồi ta đã cho bà tới nhà của ta để mà ở. Bà nói với ta, miếng ngọc bối này là tính vật của người con đã thất lạc với bà. Tại vì bà coi sư huynh của ta là con của bà, cho nên đã đem tặng cho sư huynh của ta. Huệ Nương, Huệ Nương, tướng tá của bà ra sao? Khoảng bao nhiêu tuổi? Bà khoảng chừng 60 tuổi. Còn tướng tá thì giống như là người ở trong tranh. To gan! Người trong tranh là Huệ Phi Nương Nương, mẹ ruột của Thánh Thượng Đương Kim. Sao lại thốt lời bôi nhỏ? Ê! Không lẽ Huệ Nương là mẹ ruột của Thánh Thượng? Không lẽ ông trời mở mắt khiến cho mẹ con của trẫm có ngày đoàn tụ. Chúc mừng Thánh Thượng, Huệ Phi Nương Nương mất tích 20 năm, bây giờ rốt cuộc đã có tin tức. Huệ Nương. Đệ Dinh, người nói là Huệ Nương ở nhà của người, tại sao vẫn không thấy tung tích gì? Hoàng thượng, có lẽ Huệ Nương đã tới Hòn Đá Vọng Tự ở hậu sơn. Tổng ốc, dẫn đường. Dạ hoàng thượng. Tổng ấp, bây giờ phải đi hướng nào đây? Hả? Tổng ấp, tại sao vẫn chưa tới Hòn Đá Vọng Tử vậy? Tiểu nhân kém tài, không nhận ra phương hướng. Chắc lại phải ở gần đây đó. Hoàng thúc, không sao chứ? Bẩm hoàng thượng, ta chỉ bị trật chân thôi, không có gì đáng ngại đâu. Cái miếng vải này hình như là của Huệ Nương. Hoàng thượng, nhất định là ở hướng này. Nhưng mà Di Thần đã bị trật chân, không có tiện đi theo. Xin hoàng thượng cho phép Di Thần ở lại chờ đợi. Nếu là như vậy thì hoàng thúc ở lại nghỉ ngơi, tiếp tục lên đường. Tạ hoàng thượng. Hai người đi qua bên kia lấy nước về đây cho bổn vương. Dạ. Sư huynh, anh sao rồi? Anh không sao. Đi trước đi. Anh được theo sao? Dạ được. Hoàng Nhi, mẹ đã quỳ lại ở đây 7 ngày 7 đêm rồi, sao con vẫn không xuất hiện vậy Hoàng Nhi? Con có biết mẹ nhớ con lắm không? Hoàng Nhi, ngươi không phải là Hoàng Nhi, ngươi là ai? Bà thì không nhận ra ta sao? Ta không quen biết ngươi mà. Thì ra bà đã bị mất trí. Tại sao bà không chết mà lại sống sót trên đây này hả? Hả? Chuyện gì? Ngươi muốn gì đây? Ta muốn gì hả? Hôm xưa ta giết bà không chết, khiến ta phải lo hoảng hốt trong bao nhiêu năm nay. Hôm nay trời có mắt, bắt bà phải chết dưới tay của ta. Ngươi muốn gì? Ngươi là Tây Dương. Nhận ra ta rồi hả? Dưới đi.
Ông Sư, ông Sư hay là người đã chém ta một dao, xô ta xuống vực thẳm. Ta nhận ra ngươi rồi. Chỉ vì Lữ Hầu ép ta mà, nếu như ta không làm theo thì cả ta cũng bị chết. Bà đừng có trách ta nha. Mẹ, mẹ không sao chứ hả? Hoàng thượng, trẫm đã nhìn thấy mọi việc. Hoàng thúc, ta không ngờ ngươi lại làm như vậy. Dễ ăn về. Đi, đi. Hoàng thượng, mẫu hậu, Quỳnh Nương đã tỉnh lại rồi, thánh thượng. Giờ đau quá. Mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu tỉnh lại là được rồi. Là Hoàng Nhi nè. Chỗ này là chỗ nào? Có nhìn ra trẫm hay không vậy? Mẫu hậu, có nhận ra miếng ngọc bối này hay không? Trẫm và mẫu hậu mỗi người có một miếng đó. Đừng lại gần, đừng lại gần ta. Đi đi. Mẫu hậu sao rồi? Mẫu hậu, đi đi. Mẫu hậu là trẫm nè. Mẫu hậu là trẫm nè. Mở người ta. Bà vẫn không nhớ lại được chuyện xưa. Tại vì bà quá nhớ con nên tâm thần hoảng hốt, cho nên bệnh tình nghiêm trọng thêm. Đừng lại gần ta. Mẫu hậu, đừng lại gần ta nha. Mẫu hậu, ta sợ lắm. Đừng, Quỳnh Nương, đừng mà. Mẹ à, đừng lại gần ta. Này đi, ta đừng mà. Con này có ấp nè. Tôi dính đây. Ta sợ lắm. Người giúp đi. Ta sợ. Quỳnh Nương, không gì đâu. Bà hãy bình tĩnh lại. Ta sợ lắm. Nè mà, có cách nào chữa trị không? Thảo Dân đã chữa trị nửa năm rồi nhưng mà vẫn chưa khỏe lại. Sư phụ à, trong sách y sư phụ bị con học thuộc lòng có một bản, đó là có một người con hiếu thảo cắt thịt nấu canh cho mẹ ăn, khiến người mẹ trở lại thần trí. Sách y này chưa chắc chính xác đâu. Thì chờ, nếu đó là một phương pháp thì mình cũng có thể thử. Hả? Nhưng mà cho dù là thiệt hay giả, trẫm cũng phải cắt thịt để thử một phen. Thảo Dân không dám, Thảo Dân không dám. Vì mẫu hậu, trẫm cam lòng làm như vậy. Mẫu hậu, để con cho mẹ uống canh. Uống đi, uống đi. Nè, mẫu hậu à, uống đi. Uống đi mà. Uống đi. Nè, uống rồi, uống đi. Nghe lời con, uống đi mà. Mẹ uống đi, không sao đâu. Uống vừa sẽ lành lại mà, mẫu hậu. Mẫu hậu à, uống đi, uống đi. Uống vô đi mà mẫu hậu. Quỳnh Nương. Mẹ, mẹ, mẹ có biết như vậy sẽ khiến cho con đau lòng lắm hay không? Ngươi đừng có đau lòng. Ta uống, ta uống. Ây da, đau quá, đau quá. Mẫu hậu sao rồi? Đau quá. Mẫu hậu sao rồi hả? Mẫu hậu, Quỳnh Nương, có con ở bên cạnh nè, không sao đâu. Tại sao tới đây? Các người là ai? Các người là người của Tề Dương hả? Để ta hại ta. Các mẹ người à, quỳ đi. Mẹ à, mẹ à. Mẫu hậu, mẹ hại ta. Mẫu hậu à, cái Tề Dương có Hoàng Nhi ở đây nè. Không có sao đâu mẫu hậu à, có Hoàng Nhi ở đây nè. Thánh thượng, thánh thượng, thánh thượng, Huệ Phi đã trở lại ký ức. Huệ Phi? Sao người biết ta là Huệ Phi? Đừng có hại ta. Đừng có hại ta. Trẫm là Hằng Nhi đó. Mẫu hậu, mẹ còn nhớ miếng ngọc bối này hay không? Ta nhớ lại rồi. Người, người, người thiệt là Hằng Nhi? Dạ. Hằng Nhi. Mẫu hậu, rốt cuộc mẹ đã gặp lại con. Con có biết không, mẫu hậu nhớ con quá. Mẫu hậu,
Mẫu hậu, đã hết chuyện rồi. Hôm nay mẹ con của Trẫm được đoàn tụ thì là nhờ công lao của các vị, cho nên Trẫm phải tạ ơn các vị. Đây là rượu ngon của Tây Dực, xin mời các vị hãy dùng thử. Hoàng Nhi, con đã uống nhiều rồi, hãy nghĩ xem có cách nào thưởng thí cho các người đó đi. Hoàng thượng, dân nữ không cần mong thưởng thí gì, chỉ cần hoàng thượng chịu miễn cho cha ta chịu hình thì đã là một thưởng thí lớn nhất rồi. Hoàng thượng, đệ dinh thật hiếu thảo khiến người phải kính phục. Vì cứu cha không gại lặn lội đường xa chịu nhiều đau khổ, vì thần khẩn xin hoàng thượng gia thưởng cho đệ dinh, để cho kẻ làm con cái phải noi gương. Tướng quốc đại nhân đã quá nặng lời. Thật ra kẻ làm con cái thì phải nên hiếu thảo với lại cha mẹ. Khi cha mẹ gặp nguy nan, càng nên nghĩ cách để mà thỉnh cứu, chỉ là thường tánh của con người. Hoàng thượng cũng đồng ý hả? Hoàng thượng, dân nữ có một người bạn bây giờ ở ngoài điện, khẩn xin thánh thượng cho gặp mặt. Được, Trẫm phê chuẩn lời yêu cầu của người. Tạ thánh thượng. Thúy Anh, tham kiến thánh thượng. Ấy, Trẫm biết người muốn nói gì rồi. Cha của người thì là đáng tội, Trẫm quyết không có tha thứ cho hắn đâu. Thánh thượng, cha của ta thiệt đáng tội, nhưng xin thánh thượng rộng lượng khoan hồng cho ta thế cha để gánh tội. Hoàng thượng, thật ra Thúy Anh cũng như là đệ dinh, nhìn thấy cha chịu khổ đều cam lòng xá thân cứu giúp. Cầu xin thánh thượng hãy rộng lượng khoan hồng, xá tội chết cho hắn đi. Hoàng Nhi, đệ dinh nói vậy cũng có lý. Nhớ hôm xưa ta bị thần trí mê man, con cũng cam lòng cắt thịt nấu canh, chứng tỏ ai nấy đều có lòng này. Thánh thượng, Thảo dân hành lý lâu năm vẫn chưa có hề dùng phương pháp này, bây giờ mới biết mẹ con máu thịt nối liền, rất có quan hệ chặt chẽ. Tuy rằng Tề Dương có oán với ta, nhưng mà Thảo dân cũng không nỡ lòng nhìn thấy con gái của hắn đau lòng vì mất cha. Hoàng thượng, mẹ con được đoàn tụ là một việc đáng mừng, có thể trọng lượng khoan hồng giảm bớt tội cho hắn. Đúng đấy thánh thượng, ngũ huynh có năm mục, có thể nào phán một nhẹ nhất không? Được, Trẫm nghĩ tình là có nhiều người nói giúp, nay phán cho cha của người bị tước một cánh tay. Thánh thượng, đừng có nói thêm nữa, tước một cánh tay đã là hình nhẹ nhất ở trong ngũ hình. Thánh thượng, xin thứ lỗi dân nữ nói thẳng, ngũ hình là quỷ dung, tước tay, chặt chân, cung hình, chặt đầu. Năm loại hình này đều khiến cho thân thể bị tổn, nếu sau khi dụng hình rồi mới phát hiện là vụ án quan, đó không có cách để mà giảng hồi. Dân nữ to gan, xin hoàng thượng hãy phế bỏ ngũ hình để tạo phước bá tánh. Trị loạn thế dùng trọng hình, ngũ hình bắt nguồn từ nhà Tần mà, từng trị thế chưa đầy 100 năm, xử cắt lưỡi, chặt tứ chi, thẻo da thịt, sống không bằng chết, những hình phạt khiến cho người rùng mình. Trẫm yêu dân như con, thì theo lời tấu của đệ dinh, phế bỏ ngũ hình, thuận ứng ý trời, ổn định xã tắc, để an bá tánh. Tiên gia, xin hỏi có chuyện gì? Đề dinh hiếu thảo động trời, thánh thượng ngự bút đề chữ. Hay quá. Xin chào.